Xin chào các bác nha. Hôm nay kho bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác hai cái động cơ đều có công suất là 6.5 HP nhé. Đây em xin giới thiệu cái động cơ này là động cơ Hyundai HGE 200 GC hay còn gọi là động cơ cốt xéo hoặc là tốc chậm nhé. Còn đây là động cơ Hyundai 200 HGE 200. Cái động cơ này là tốc nhanh, có nơi thì gọi là cốt thẳng. Đấy. Hai cái động cơ này thì đều có công suất là 6.5 HP. Em sẽ quay qua cho các bác xem một vòng về cái động cơ cốt xéo trước nhé. Rồi, trước tiên là trên nắp bình xăng này, hai động cơ đều có cái chữ dập nổi của Hyundai nhé. Đây, có chữ dập nổi của Hyundai. Ngoài ra trên thân máy thì có số seri của máy HGE 200. Đấy. Ngoài ra trên nóc của máy thì cũng có chữ Hyundai. Rồi đây các bác nhìn, đây là cốt xéo này, nó có sự khác biệt. Đây em sẽ quay lại cái cốt thẳng cho bác xem này. Đấy, các bác nhìn rõ sự khác biệt của hai cái máy Hyundai HGE 200 GC và HGE 200. Một cái này là cốt xéo này hoặc là tốc chậm này. Cái này là cốt thẳng. Đây là tốc nhanh. Cái cốt xéo này thì nó có trọng lượng là 18 kg nhé, còn cái cốt thẳng này là 16,5 kg. Nó đều có chữ Hyundai này, được dập nổi trên thân máy này. Cái này cũng có chữ, có số seri trên thân máy luôn. Đây, HGE 200. HGE 200 này. Ở bên cạnh này cũng có chữ Hyundai này. Đây, đấy. Cái cốt thẳng này thì ngoài Bắc này thì dùng thì khá là nhiều nhé. Nhưng mà cái cốt xéo này này, đặc biệt là cái thị trường miền Trung là mình sẽ dùng nhiều hơn. Đấy. Cái cốt xéo này thì tốc độ vòng của nó là 1.800 vòng trên phút nhé. Còn cốt thẳng này thì là 3.600 trên phút này. Về hình thức bên ngoài thì hai máy đều có màu xanh và màu trắng nhé. Và màu đen. Đấy. Đây là ống xả này. Ống xả thì bên ngoài thì có một cái tấm lưới bằng sắt nhé, chữ Hyundai này. Về dung tích nhớt và dung tích bình xăng của hai cái máy này đều đều tương tự nhau thôi. Dung tích bình xăng của nó hai máy đều là 3,6 lít, còn thì cái dung tích nhớt là 0,6 lít. Đấy, máy rất đẹp. Thực ra là thị trường đối với cái động cơ ấy thì động cơ Hyundai thì cũng được dùng là khá là lâu rồi, mà cũng khá là nhiều người biết đến cái sản phẩm động cơ Hyundai này rồi. Người ta chạy là đánh giá cái chất lượng động cơ Hyundai này rất là tốt nhé. Cái thương hiệu của nó vào thị trường cũng tầm khoảng chục năm nay rồi. Đấy. Động cơ đấy thì nó là vô cùng, bởi vì thực ra là ngoài ra động cơ, những cái dòng động cơ trôi nổi mà không 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 bên nào kiểm soát về chất lượng ấy thì giá của nó rất là rẻ thôi. Thực ra mình tính một cái chi phí làm cái động cơ này thì nó rất là nhiều tiền chứ không phải là rẻ đâu, nên là
Nhiều khi là các bác đi, các bác cứ bảo là cái động cơ nhiều hãng này nó chỉ có hơn triệu hoặc là chưa đến 2 triệu một cái động cơ, hoặc là hơn 2 triệu một chút thôi. Nhưng mà mình tính ra cái chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển này, đấy, ngoài cả chi phí bán hàng nữa vào thì không biết là cái giá trị thực tế của cái động cơ nó là bao tiền. Nên là những cái động cơ đấy là mình mua là về là lắp vào thời gian là không thể sử dụng được. Mình mất công mất thời gian ra và tốn cái tiền ra, sau các bác lại phải đi mua cái động cơ khác. Còn đây là cái bình xăng con của nó, bình xăng con thì nó có chữ dập nổi trên bình xăng con hết nhé. Hai con động cơ đều có chữ dập nổi trên hết bình xăng con, hoặc là cái chế. Cái chế đều có chữ dập nổi trên. Đấy, đều có chữ dập nổi trên bình xăng con này. Hàng năm cái bên bọn em phân phối cái động cơ Hyundai ngoài thị trường miền Bắc này rất là nhiều nhé. Nên là bác nào mà cần thì cứ alo theo cái số điện thoại mà em ghim dưới màn hình nhé. Đấy, các bác nhìn xem máy, nhìn cái chất máy nữa đã khác rồi. Thực ra là bây giờ mình bỏ tiền ra thì tiền nào của đấy thôi, chứ các bác đừng nghĩ là không có cái gì là gọi là ngon bổ rẻ đâu. Chất lượng nó đi kèm với giá cả thôi. Đấy, đây là con tốc chậm này, cốt xéo này. Tốc nhanh này, cốt thẳng này. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo cái số điện thoại mà anh em ghim dưới màn hình nhé. Rồi, chào các bác nhé.